Chuyển sang các thông tin thể thao trong nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Và ngày hôm qua thì buổi họp kỹ thuật cuối cùng đã diễn ra. Ban tổ chức giải đấu cho thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Trong buổi họp, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải đã nhấn mạnh về tầm quan trọng và quy mô của giải đấu. Qua đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam và nhà tài trợ Tôn Hoa Sen tạo điều kiện tốt nhất cho các đội đua tham dự. Đồng thời, VTV sẽ áp dụng những phương tiện kỹ thuật tốt nhất để đảm bảo hình ảnh cuộc đua đến với khán giả sinh động và chân thực nhất. Về phía lực lượng phục vụ cho giải về chuyên môn như đội mô tô dẫn đường, tổ trọng tài cũng đã có mặt đầy đủ và cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng những phương tiện hỗ trợ đoàn đua. Đến lúc này thì chúng ta đang hoàn thiện những khâu cuối cùng, đó là cái khâu kiểm tra thẻ, kiểm tra số đeo, phát số đeo cho các vận động viên, những khâu cuối cùng để chuẩn bị bước vào thi đấu. Và tôi tin các vận động viên sẽ rất là hứng khởi để bước vào một chặng đua đầu tiên.